Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 579, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Trương Tinh Vũ há miệng gào lên và ngồi phịch xuống ghế sofa khóc thút thít. Tô Quảng lắc đầu, đứng ra cạnh cửa sổ hút thuốc. Đúng lúc này, rầm. Cánh cửa bị ai đó đạp mạnh, sau đó có vài người xông vào. Trương Tình Vũ tái mặt. Ai? Tô Quảng vội chụp lấy bình hoa ở bên cạnh. Tô Nhan và Trương Tình Vũ hết hồn. Lâm Minh với sắc mặt lạnh như băng, nhìn ra phía trước, anh ý thức được điều gì đó. Các người là người của cậu Bùi à? Ấy, thật không ngờ dạng tiểu thư như vậy mà cũng tinh mắt gớm nhỉ? Một người đàn ông đầu trọc cười hi hi. Các người muốn làm gì? Tô Nhan bặm môi. Làm gì à? Sao cô ngốc thế? Cậu Bùi nhà chúng tôi thích cô, nên đương nhiên là tôi tới đưa cô tới chỗ cậu Bùi rồi. Người này cười rồi phất tay. Đưa người đi, những ai dám phản kháng thì đánh gãy tay chân. Vâng, những tên khác để lộ vẻ dữ tợn. Các người to gan gớm. Ban ngày ban mặt mà dám bắt người, có tin tôi gọi cảnh sát không? Trương Tình Vũ tức giận gào lên và lấy điện thoại ra. Bốp. Một tên trong số đó nhanh tay nhanh mắt lao tới đập cái điện thoại và tát cho bà ta một phát. Đồ đê tiện này, bà chán sống rồi phải không? Có tin là ông đây xử lý luôn bà không? Người đàn ông quát. Các người... Trương Tình Vũ tức tới máu á khẩu. Bà ta cố gắng đứng cản ngay trước mặt Tô Nhan. Tô Quảng cũng giơ bình hoa ra thế, nhưng bọn họ nào phải là đối thủ của đám người này. Đúng lúc này. Á, á, đối phương đột nhiên ôm bụng quỳ phụp xuống đất, chúng lăn lộn với vẻ đau đớn chưa từng có, cả nhà Tô Nhan giật mình. Chuyện gì vậy? Tô Quảng bạc hoàn, mặc kệ đi, lao lên. Lâm Minh xách ghế, đập đối phương, Tô Quảng cũng hoàn hồn, lao lên đấm túi bụi. Một lúc sau, những tên đàn ông đã bị đập cho sưng mặt. Mau gọi điện báo cảnh sát. Lâm Minh hét lớn sau đó lạnh lùng nhìn đối phương. Được. Trương Tình Vũ vội lấy điện thoại ra gọi. Tô Nhan, giờ Long Xuyên không được yên ổn, mọi người đừng rời khỏi cảnh sát, anh ra ngoài một chuyến. Lâm Minh trầm giọng. Anh đi đâu? Tô Nhan giật mình. Anh tới nhà họ Diệp tìm vài người tới bảo vệ em. Nói xong, Lâm Minh vội vàng lao ra ngoài. Nguồn khí thế kinh khủng bị đổ dập, nhà họ Diệp không ai đứng dậy nổi. Thủ đoạn này, bọn họ chưa từng thấy bao giờ, tất cả bọn họ giống như đeo gông vào cổ. Vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Đây là thủ pháp của Trấn Nguyệt Tiên Thân sao? Rõ ràng là thủ đoạn chỉ có thần tiên mới có mà. Nhà họ Diệp cảm thấy bất lực, Diệp Tuần Tinh tuyệt vọng. Ông ta còn định dồn toàn lực vào nhà họ Diệp, chống lại nhà Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Chỉ hy vọng có thể giành được chút cơ hội, giờ xem ra cách của ông ta thật nực cười. Tiên nhân thần võ, tiên nhân vạn tuế. Đám người cậu Bùi vội vàng hô vang, bọn họ thật chỉ muốn Trấn Nguyệt Tiên Nhân tiêu diệt ngay nhà họ Diệp. Chỉ cần nhà họ Diệp đổ xuống thì toàn bộ nguồn tài nguyên của họ sẽ bị chia ra, tới khi đó ai cũng có thể thịt ăn. Dưới nguồn lực áp lực của tiên nhân, người nhà họ Diệp chẳng thể phản kháng, họ không khác gì cá nằm trên thớt, đợi bị mổ ra. Bổn tọa không lãng phí thời gian nữa, giờ bắt đầu từ bạn. Trấn Nguyệt Tiên Nhân lạnh lùng bước tới, nhìn chăm chăm bà cụ Diệp và đưa tay lên. Vụt, một luồng khí tức được hình thành. Đại tiên xin từ từ. Thủy Thánh Võ vội kêu lên. Cậu là ai? Trấn Nguyệt Tiên Nhân cho mày lạnh lùng hỏi. Vãn bối là Thủy Thánh Võ, mong đại tiên nể tình tha cho nhà họ Diệp. Chúng tôi sẽ thực hiện theo mọi điều kiện của đại tiên. Thủy Thánh Võ vội nói. Nếu đã vậy thì được, tôi muốn con trai tôi sống lại, các người làm được không? Trấn Nguyệt Tiên Nhân hừ giọng. Điều này... Thủy Thánh Võ để lộ sắc mặt khó coi. Không làm được thì cút qua một bên. Nếu còn lo chuyện ban đồng thì bổn tọa sẽ liều mạng với cả nhà họ Thủy luôn. Trấn Nguyệt Tiên Nhân hử giọng, lập tức ra tay. Thủy Thánh Võ còn định nói gì đó nhưng bị người nhà Thủy giữ lại. Cậu chủ, đừng quản nữa, nếu không sẽ hại nhà họ Thủy mất. Có người khẽ nói, nhưng tôi đã hứa với thần Y Lâm phải bảo vệ an toàn cho nhà họ Diệp. Thủy Thánh Võ thở dài, không phải là cậu không muốn, mà là chuyện này đã vượt qua khỏi năng lực của chúng ta rồi. Cậu đã lên tiếng, đã cố gắng hết sức, hà tất phải làm khổ mình thêm nữa. Điều này... Thủy Thánh Võ á khẩu,
Đúng lúc này bà cụ Diệp đột nhiên kêu lên đầy đau khổ, cơ thể bà ta bị một luồng khí tức nhấc bổng lên. Bà ơi! Mẹ! Người nhà họ Diệp thất kinh, vội vàng chạy tới, bọn họ định lao tới nhưng không làm được. Khí thế của Chấn Nguyệt Tiên Nhân quá khủng khiếp, nhà họ Diệp trố tròn mắt khi nhìn thấy luồng khí tức trấn áp bà cụ Diệp càng lúc càng tăng mạnh. Tiếp tục thế này thì bà cụ sẽ bị ép chết mất. Dừng tay! Diệp Tuần Tinh hét lớn nhưng vô ích, Chấn Nguyệt Tiên Nhân đã quyết tâm rồi, bà ta tới lần này là để giết người, thì sao phải bận tâm tới kẻ khác chứ? Trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một luồng khí phóng tới, đâm xuyên khoảng không gian gần bà cụ Diệp. Toàn bộ khí thế chèn ép người nhà họ Diệp tan biến, cả luồng sức mạnh khống chế bà cụ Diệp cũng biến mất, bà ta rơi xuống, mọi người ngạc nhiên. Hả? Chấn Nguyệt Tiên Nhân rất ngạc nhiên. Bà ta quay qua nhìn, một bóng hình ở trên mái nhà gần đó nhảy xuống, đó chính là thần Y Lâm. Là thần Y Lâm, tốt quá, chúng ta được cứu rồi, thần Y Lâm tới rồi. Người nhà họ Diệp mừng rơn, ai cũng rơi nước mắt, quỳ lại Lâm Minh. Thần Y Lâm, xin hãy cứu nhà họ Diệp. Diệp Tuần Tinh điên cuồng khấu đầu, máu tươi túa ra mà ông già vẫn không chịu dừng lại. Đây là người duy nhất có thể cứu được nhà họ Diệp. Lâm Minh nhìn Diệp Tuần Tinh, tiếp tục quay qua nhìn Chấn Nguyệt Tiên Nhân. Chỉ vậy thôi mà Lâm Minh cũng đã có thể cảm nhận được khí tức phi phàm của bà ta rồi. Quả là đáng sợ. Bái kiến Chấn Nguyệt Tiên Nhân. Lâm Minh chắp tay tỏ vẻ khách khí. Cậu là ai? Thần Y Lâm của Giang Thành. Chưa từng nghe qua, vẫn là câu nói đó. Những người dám ngăn cản bản tôn thì giết. Cậu muốn chết ở đây cùng đám người kia hay gì? Chấn Nguyệt Tiên Nhân lạnh giọng. Tôi biết đại tiên có thù với nhà họ Diệp, có điều tôi nghĩ nhà họ Diệp không có chuyện vô duyên vô cớ đi đắc tội với tiên nhân, có thể là có sự hiểu lầm nào đó, mong đại tiên nhân bớt giận. Chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện, giải quyết sự việc. Lâm Minh điềm đạm nói. Giải quyết? Tôi nói rồi, hoặc là các người khiến con trai tôi sống lại, hoặc là tôi sẽ tiêu diệt cả nhà họ Diệp. Cậu đã nói như vậy, thì tôi để cậu lựa chọn. Nếu cậu cứu sống được con trai tôi sẽ đồng ý tha cho nhà họ Diệp. Còn đồng ý liên minh với họ, bảo vệ họ tới khi tôi chết nữa. Không biết cậu làm được không? Trấn Nguyệt Đại Tiên cười lạnh, cậu Bùi cũng cười theo. Dù y thuật của thần Y Lâm cao cường thì cũng không thể nào hồi sinh người chết mà. Tôi từng nghe qua về y thuật của thần Y Lâm, đúng là cậu ấy có thể làm được điều đó, nhưng là đối với những người chết chưa lâu. Còn con trai của Trấn Nguyệt Tiên Nhân đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, cứu sống kiểu gì? Nếu cậu ta làm được thì khác gì là thần tiên? Đúng vậy. Đám đông bàn tán xôn xao. Thần Y Lâm, cậu mặc kệ chúng tôi, kiếp nạn này tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nhà họ Diệp cũng đã quyết tâm, chúng tôi không thể để liên lụy tới cậu được. Cậu mau rời khỏi đây đi. Bà cụ Diệp được người nhà đỡ dậy bèn nói. Bà đừng khách sáo. Tôi nói rồi, Tâm Ngữ là em gái tôi, chuyện của nhà họ Diệp cũng là chuyện của tôi. Hôm nay tôi đã tới thì chắc chắn là tôi phải bảo vệ nhà họ Diệp. Lâm Minh nói. Khốn nạn! Cậu khinh thường bổn tọa đúng không? Trấn Nguyệt Tiên Nhân tức giận, phóng ra khí tức từ khoảng không. Quỳ xuống, đồ ngông cuồng. Luồng khí tức giáng xuống như núi đè người, phần dưới của Lâm Minh bị ép mạnh xuống, thế nhưng anh vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích giống như không hề bị ảnh hưởng. Trấn Nguyệt Tiên Nhân chau mày. Thật không ngờ, cậu cũng có chút thực lực nhỉ? Tiên Nhân hà tất phải ép người như thế? Lâm Minh lắc đầu. Bổn tọa hôm nay tới đây là để ép người, cậu làm gì được? Chấn Nguyệt Tiên Nhân quát lớn, lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh cảm nhận được sức mạnh như của ngàn binh, vạn mã lao về phía mình mà anh không thể nào dùng từ ngữ để miêu tả được. Anh biết kẻ địch, phi phàm nên lập tức lấy hông mông, long châm ra ghim vào huyệt hồng, đồng thời khởi động hạc linh huyết, đấu lại Chấn Nguyệt Tiên Nhân. Sức mạnh gia tăng, khí tức của anh cũng tăng lên cực điểm. Chấn Nguyệt Tiên Nhân giật mình. Kẻ này, phải giết! Nguyệt toán tình hà. Bà ta gầm lên, hai tay tung ra chưởng ánh sáng đổ dồn về phía Lâm Minh. Lâm Minh chau mày, lập tức né đòn. Những nơi luồng ánh sáng đi qua đều biến thành cát bụi. Thật khủng khiếp. Kết. Chấn Nguyệt Tiên Nhân kết ấn. Vù vù vù. Ấn mỏng như lụa lập tức bao bọc Lâm Minh một cách nhanh chóng, giống như đóa hoa sắp kết thành. Lâm Minh né trái, tránh phải, nhưng lại phát hiện xung quanh toàn là lụa mỏng, đã không còn đường nào để lui lại. Chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Lâm Minh thúc đẩy khí kình bao phủ toàn thân.
kích hoạt cơ thể võ thần. Ục ục ục. Tấm lụa bao bọc trên người Lâm Minh phát ra tiếng động quỷ dị. Mặc dù tiếng động không tính là lớn, nhưng sự va đập của lụa mỏng đối với cơ thể Lâm Minh lại cực kỳ đáng sợ. Sự va đập của mỗi một tấc lụa mỏng đều đạt sức nặng mấy nghìn cân. Cả tấm lụa to lớn như vậy quấn quanh người khiến Lâm Minh chấn động đến mức khí huyết dâng trào. Nếu không phải độ mạnh cơ thể võ thần siêu phàm, cơ thể Lâm Minh đã vỡ tan tành giống như vỏ trứng rơi xuống đất. Đây là cơ thể võ thần sao? Thủy Thánh Võ lập tức la lên. Cậu có cả cơ thể võ thần á? Cậu còn trẻ tuổi mà thiên phú lại đáng sợ như vậy. Vậy thì tôi càng không thể tha cho cậu được. Chấn Nguyệt Tiên Nhân lạnh lùng nói, sau đó tung chiêu. Xâm La Vạn Tượng. Vù vù vù, hai tay bà ta múa may, đánh ra những chùm sáng, giống như tinh linh bay về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhìn quanh, vẻ mặt căng thẳng, hết sức thận trọng. Lúc này, Chấn Nguyệt Tiên Nhân bước tới trước, bỗng nhiên biến mất. Không hay. Lâm Minh đột nhiên ý thức được điều bất ổn, vội vàng lùi lại sau, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Trong không trung đột nhiên xuất hiện những bàn tay bằng khí, giống như gió lớn ập tới Lâm Minh. Mỗi một chưởng đánh xuống đều mang theo năng lượng hủy diệt vô tận. Một đòn đánh tới, năng lượng lập tức nổ tung, uy lực của nó không thua kém gì bom cỡ nhỏ. Lâm Minh cố gắng chống đỡ, nhưng thế tấn công của Chấn Nguyệt Tiên Nhân thực sự quá dồn dập, quá đáng sợ. Anh hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể dựa vào xác thịt cầm cự. Ầm ầm ầm. Mọi người chỉ thấy trên đỉnh đầu không ngừng vang lên tiếng nổ kịch liệt. Năng lượng phát nổ làm sản sinh ra lực xung kích đáng sợ, phá tan những kiến trúc ở xung quanh. A! Mau chạy đi, mau, mau rời khỏi nơi này, chạy đi. Cậu Bùi và đám người đi cùng như chim sợ cành cong, chạy như điên ra khỏi nhà họ Diệp. Người nhà họ Diệp cũng không ngừng lùi lại, tránh bị ảnh hưởng. Thần tiên đánh nhau, người thường gặp nạn sao? Thánh Thủy Võ đứng ở đầu tường, quan sát lặng lẽ. Cậu chủ, chúng ta cũng chạy mau. Người nhà họ Thủy chật vật chạy tới. Không cần, các người tạm thời rút lui đi. Tôi ở đây xem sao, cao thủ so chiêu, công pháp vô hạn. Quan sát trận chiến này chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn. Cơ hội thế này không thể bỏ lỡ. Thủy Thánh Võ nói. Người nhà họ Thủy nhìn nhau, không dám nhiều lời. Đồng loạt rút lui, trong không khí phát nổ mấy trăm lần, sau đó ầm ầm, một đóa hoa đỏ tươi nở rộ trên khoảng không nơi Lâm Minh đứng, sau đó cả người Lâm Minh bay ngược ra sau, đâm vào một căn nhà thấp cách xa mấy chục mét, căn nhà nổ nát vụn, ngay cả mảnh vụn to bằng móng tay cũng không thấy. Đợi vụ nổ tan đi, Chấn Nguyệt Tiên Nhân lại xuất hiện giữa không trung lần nữa, còn Lâm Minh đã đầy thương tích, nằm trong đống phế tích. Cơ thể võ thần của anh đã bị đánh không còn khí kình, đã bị Chấn Nguyệt Tiên Nhân phá. Xem đến đó, Thủy Thánh Võ hít ngược một hơi. Đây là Chấn Nguyệt Tiên Nhân sao? Ngay cả cơ thể võ thần cũng có thể phá. Chỉ một chiêu này quả thật có thể xứng với hai chữ tiên nhân. Thiên phú của cậu rất tốt, thực lực cũng không tệ. Nếu có thời gian, thì sau này chắc chắn có thể trở thành tồn tại vượt trên cả tôi. Nhưng cậu không biết điều, dám đối đầu với tôi. Ngày hôm nay, cậu chết ở đây cũng không trách ai được. Tất cả đều do cậu tự chuốc lấy. Chấn Nguyệt Tiên Nhân lạnh lùng nói, sau đó vung tay định kết liễu sinh mạng của Lâm Minh. Thần Y Lâm sắp chết rồi. Đúng là Chấn Nguyệt Tiên Nhân, khí thế, chiêu pháp, khí tức của bà ấy không phải người thường có thể đấu lại được. Không ngờ thần Y Lâm truyền kỳ một thời cũng không địch lại, thất bại thảm hại. Cậu chủ, không thể đụng vào người này. Một cao thủ nhà họ Thủy nghiêm túc nói. Thủy Thánh Võ lặng lẽ gật đầu, sâu trong đáy mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Đúng lúc này, Lâm Minh ở trong đống phế tích đột nhiên đứng dậy một cách gian nan. Ồ, Chấn Nguyệt Tiên Nhân nhíu mày. Sao, cậu vẫn có thể chiến đấu sao? Nếu bà thấy như vậy thì có thể giết được tôi, vậy thì bà xem thử tôi quá. Lâm Minh khản giọng nói, dứt lời lại châm kim vào cơ thể lần nữa. Trong nháy mắt, cơ thể đầy vết thương của Lâm Minh phục hồi lại bình thường. Không những vậy, khí tức của anh cũng đang tăng vọt mạnh mẽ. Từ đầu tới cuối chỉ hơn 10 giây, cả người đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Cái gì? Chấn Nguyệt Tiên Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại khôi phục rồi sao? Thủy Thánh Võ cũng không tin được. Đây là thủ đoạn gì? Chấn Nguyệt Tiên Nhân trầm giọng. Y võ sao có thể không biết thuật âm dương điều tiết lục phủ ngũ tạng? Vậy cũng không thể nhanh đến thế. Cách điều tiết bình thường đương nhiên sẽ không nhanh như vậy. Tôi chỉ dùng một vài thủ đoạn phi thường, mặc dù hành động này có thể giúp tôi khôi phục sức chiến đấu nhanh chóng, nhưng lại là thủ đoạn tiêu hao sinh mệnh, trái với thiên đạo âm dương,
không thể dùng thường xuyên. Lâm Minh đáp, xem ra danh hiệu thần y của cậu không phải gọi cho vui, nhưng vậy thì có tác dụng gì? Cậu có thể làm vậy mãi được sao? Chung quy, thực lực của cậu cũng chênh lệch quá xa, cậu cũng không thể đánh bại được tôi. Trấn Nguyệt Tiên Nhân lắc đầu. Thế thì chưa chắc. Tiên nhân, tôi vẫn chưa dùng hết sức lực. Lâm Minh bình tĩnh nói. Không biết điều. Trấn Nguyệt Tiên Nhân nổi giận, lại vung tay đè tới Lâm Minh từ xa. Ầm ầm, vùng đất nơi Lâm Minh đứng lập tức lõm xuống, mặt đất rung chuyển điên cuồng, dường như cả Long Xuyên đều chấn động. Lâm Minh lại bị sức mạnh chấn động đó đè ép, nhưng anh không từ bỏ, cắn chặt răng chống đỡ cơ thể, vất vả bò lên. Để xem cậu còn bao nhiêu sức lực. Đại Nguyệt Tiện Lực, chấn, chấn, chấn. Trấn Nguyệt Tiên Nhân tiếp tục gào lên, thần lực đáng sợ như nước lũ đổ xuống, ập về phía Lâm Minh. Ầm, ầm, ầm. Cơ thể Lâm Minh lại đập mạnh lên mặt đất nát tan, mặt đất liên tục đổ xuống, lún xuống gần 3 mét. Thủy Thánh Võ đang xem trận chiến trở nên nghiêm túc. Anh ta luôn nghĩ tới một chuyện, nếu đối địch với Trấn Nguyệt Tiên Nhân là anh ta sẽ ở tình huống gì? Tôi xem xác thịt cậu có thể mạnh đến mức nào. Trấn Nguyệt Tiên Nhân lại sử dụng thần thông. Bà ta nhảy vọt lên độ cao 1.000 mét, không biết là dùng chiêu thức gì. Ngẩng đầu nhìn lên, sau lưng bà ta xuất hiện một ấn khí trăng sáng, to trăm thượng. Sau đó một bàn tay bà ta kết ấn, khí ấn giống như được chuyển động, nhanh chóng hội tụ về đầu ngón tay bà ta. Không lâu sau, nó hình thành một kiếm khí dài 100 mét. Tiếp đó một tay bà ta hướng xuống, lưỡi kiếm của kiếm khí nhắm tới Lâm Minh đang bị trấn áp ở bên dưới, đâm thẳng xuống từ trên cao. Thời khắc ấy, toàn bộ người dân Long Xuyên ngẩng đầu lên nhìn, có thể nhìn thấy ánh sáng ấy. Ánh sao băng giữa ban ngày ấy. Hỏng bét. Tùy Thánh Võ biến sắc, cũng không dám đứng trên đầu thường nữa. Quay người chạy ra ngoài, anh ta chưa chạy được bao lâu. Ầm ầm, một tiếng nổ động trời vang vọng khắp Long Xuyên. Nhà họ Diệp chật vật rời khỏi khu vực đang chiến đấu. Diệp Tâm Ngữ được dìu chạy ra ngoài đường lớn. Cô ta ngoái đầu lại với vẻ lo lắng. Một lượng lớn cảnh sát có mặt. Người dân ở đó được giải tán. Xung quanh nhà họ Diệp bị phong tỏa. Chuyện gì vậy? Một người cảnh sát cấp cao chạy tới nơi phát nổ. Kinh hãi hỏi. Nhà họ Diệp bị cao thủ phá hoại. Xin hãy truyền tin đi Yên Kinh. Cầu cứu các cao thủ khác tới giúp đỡ. Bà cụ Diệp ho khụ khụ hét lên. Cao thủ sao? Người kia tái mặt, lập tức lấy bộ đàm ra nói vài câu rồi vội vàng chạy đi. Lúc này, phần lớn nhà họ Diệp đã trở thành vật hy sinh rồi. Mọi người lo lắng nhìn, không biết cuộc chiến đã kết thúc hay chưa. Trấn Nguyệt Tiên Nhân từ từ đáp xuống, bà ta nhìn chăm chăm mặt đất đã bị phá hủy. Uy lực của nhát kiếm cũng đạt tới đỉnh điểm. Tất cả những đối thủ mà bà ta từng gặp, không một ai có thể đỡ nổi nhát kiếm này. Bà ta tin Lâm Minh chắc chắn cũng thế. Tới lúc kết thúc rồi. Nhìn đống đổ nát không chút động tĩnh, Trấn Nguyệt Tiên Nhân thầm nghĩ và rồi quay người đi, định tấn công nhà họ Diệp. Bà đi đâu thế? Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên từ đống đổ nát. Trấn Nguyệt Tiên Nhân tái mặt, vội vàng quay lại. Một bóng hình máu me be bét, trông vô cùng chật vật bước ra. Đó chính là Lâm Minh. Không thể nào! Trấn Nguyệt Tiên Nhân gầm lên, con ngươi như muốn lòi ra ngoài. Bị tấn công như vậy mà không chết sao? Kẻ này là quái vật chắc. Mặc dù lúc này Lâm Minh trông vô cùng thê thảm, vùng lưng đã bị xuyên một lỗ, nhưng anh vẫn đứng dậy được. Thần sắc cậu đã đạt tới cấp bậc nào rồi? Trấn Nguyệt Tiên Nhân run rẩy. Tôi cũng không biết, có điều giờ không phải là lúc nói chuyện. Lâm Minh trầm giọng tiếp tục ghim châm lên cơ thể, tuy nhiên lần này Trấn Nguyệt Tiên Nhân không để anh có cơ hội nghỉ ngơi. Chết đi cho tôi! Bà ta gầm lên, điên cuồng lao về phía Lâm Minh, luồng khí tức khiến gạch ngói xung quanh vỡ vụn, Trấn Nguyệt Tiên Nhân tấn công thẳng vào ngực anh. Lâm Minh đưa tay lên đỡ. Bùm! Sức mạnh khủng khiếp khiến anh bật lùi lại, Trấn Nguyệt Tiên Nhân tiếp tục tấn công. Hai tay bà ta như hai trường thương sắc bén lao lên tới tấp. Lâm Minh dần dần không đỡ được, khí tức của anh bị đánh tan. Anh tiếp tục tích lũy, nhưng hai tay cũng đã yếu dần. Cuối cùng thì... Bụp bụp! Đòn tấn công của bà ta cũng đã dội trúng ngực của anh. Lâm Minh phải lùi tiếp về sau, cơ thể anh đun lên, miệng tứa ra máu tươi. Cứ thế anh phải chịu cả trăm đòn tấn công thì đối phương mới chịu dừng lại. Trấn Nguyệt Tiên Nhân cũng bị tiêu hao sức lực, nhưng dù vậy, bà ta vẫn đủ sức giết chết Lâm Minh. Trên đời này có ai mà bà ta không giết chết được? Đồ con sâu cái kiến, đi chết đi!
Chấn Nguyệt Tiên Nhân gầm lên và tấn công tiếp. Đúng lúc này, một bàn tay đưa ra chộp lấy nắm đấm của bà ta và siết mạnh. Cái gì? Bà ta nín thở. Lâm Minh ngẩng đầu, đôi mắt hừng hực sát ý. Mấy trò của bà dùng tương đối rồi đúng không? Vậy thì giờ tới lượt tôi. Cái gì? Chấn Nguyệt Tiên Nhân nín thở, không kịp phản ứng. Hai tay của Lâm Minh bỗng bốc lửa. Bà ta tái mặt, vội dùng chân khí để dập ngọn lửa bùng lên. Nhưng dù bà ta có cố gắng thì cũng không thể dập được lửa. Chấn Nguyệt Tiên Nhân không dám chần chừ, vội phóng ra một luồng khí tức đẩy lùi khoảng cách với Lâm Minh. Sau khi kéo giãn khoảng cách, bà ta lập tức tập trung sức mạnh dập ngọn lửa đang bốc lên trên cơ thể thì phát hiện ra ngọn lửa này mạnh vô cùng. Bà ta phải dồn toàn lực mới xử lý được và điều đó đồng nghĩa với việc mà bà ta bị tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đây là dị vương hỏa, cậu biết cả dị vương hỏa sao? Chấn Nguyệt Tiên Nhân kinh hãi. Chút hỏa diễm này đã là gì? Để tôi cho bà thấy thế nào là dị hỏa thực sự nhé. Lâm Minh nói giọng khàn khàn, đôi mắt đột nhiên phóng ra luồng sáng còn chói hơn cả mặt trời. Bên trong đồng tử của anh như có ngọn lửa đang bùng cháy. Ngay sau đó anh lật bàn tay. Vụt! Một cột lửa từ lòng bàn tay anh phun thẳng lên trời. Đợi cột lửa dần yếu đi thì mọi người phát hiện ra có một bông hoa sen bằng lửa hiện ra. Ngọn lửa màu trắng với cánh hoa trong vuốt vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng đối với Chấn Nguyệt Tiên Nhân thì đây là nỗi sợ. Tịnh Thế Bạch Liên, đó là Tịnh Thế Bạch Liên. Hơn nữa, cậu còn rót cả diễm lực vào nó. Cậu điên rồi, lẽ nào cậu muốn phá hủy cả cái Long Xuyên này? Chấn Nguyệt Tiên Nhân hét lên. Không phá hủy được Long Xuyên, tiêu diệt bà thôi. Lâm Minh trầm giọng, đột nhiên ném Tịnh Thế Bạch Liên lên không trung và nhảy lên theo. Người của Long Xuyên ngước nhìn, thế nhưng họ chưa kịp nhìn rõ thì... Bùm! Một vụ nổ kinh hoàng đã diễn ra, bao trùm cả không gian. Sau đó, cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện trong tầm mắt của đám đông và cũng xuất hiện trong tầm mắt của Chấn Nguyệt Tiên Nhân. Đó là một bông hoa bạch liên cực đẹp, tỏa ra ánh sáng bao trùm cả bầu trời, đánh tan mây trắng, nhuộm cả không gian. Nó chưa kịp nở thì đã vội thu hẹp phạm vi, chỉ tập trung vào điểm trung tâm. Điểm trung tâm đó có một người như thiên thần đang đứng, đó là một người đàn ông với mái tóc trắng và cơ thể lấp lánh như thủy tinh. Anh sở hữu khí tức như thần linh, khiến người khác không dám nhìn trực diện. Anh đứng đó, nhìn xuống chúng sinh, khí tức này khủng khiếp quá. Nếu như Chấn Nguyệt Tiên Nhân là tiên thì anh chắc chắn phải là thần. Vô số các cao thủ của Long Xuyên tỏ ra thất kinh. Thủy Thánh Võ cũng trố tròn mắt nhìn lên bầu trời. Đó là gì vậy? Cậu Bùi ngồi phục xuống đất, không đứng dậy nổi. Người này là thần Y Lâm thật sao? Diệp Tuần Tinh cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Hai chân ông ta run lên, ông ta phát hiện ra có một nỗi sợ không thể miêu tả bằng lời trỗi dậy bên trong con người mình. Đó là cảm giác bị chèn ép tới khó thở. Mình đã lựa chọn đúng rồi. Thủy Thánh Võ hít một hơi thật sâu và tự nhủ. Cậu, chủ nói gì cơ? Một cao thủ hỏi Thủy Thánh Võ. Nhà họ Thủy tương lai không phải lo lắng gì nữa rồi. Thủy Thánh Võ giọng có nói khàn khàn. Chấn Nguyệt Tiên Nhân bàng hoàng nhìn lên bóng hình đó, bà ta cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cuối cùng thì bà ta cũng nhận thức được sự khủng khiếp của Lâm Minh. Kẻ này sở hữu dị vương hỏa, lại còn rót cả dị hỏa và tịnh thế Bạch Liên, mượn kết cấu của bên trong của nó để gia tăng sức mạnh của nó. Sau đó cậu ta phóng sức mạnh đó ra và hấp thụ ngược vào chính cơ thể của mình. Vì vậy chỉ trong thời gian ngắn thôi thì cậu ta đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Thế nhưng tại sao người này lại có thể luyện ra được dị vương hỏa chứ? Và cậu ta làm thế nào để có thể hấp thụ và biến nó thành sức mạnh vậy? Chấn Nguyệt Tiên Nhân tái mặt. Chiêu thức của Lâm Minh đã vượt quá khả năng tưởng tượng của bà ta. Có điều, Chấn Nguyệt Tiên Nhân sao có thể từ bỏ được? Bà ta hét lớn, cơ thể phóng ra ánh sáng, một dấu ấn xuất hiện giữa trán của bà ta. Luồng khí tức lạnh lẽ bao trùm lấy cơ thể tiên nhân. Bà vẫn muốn chiến đấu à? Lâm Minh nhìn xuống bằng vẻ vô cảm. Dù cậu có công lực khủng khiếp thì tôi cũng không sợ. Giết! Chấn Nguyệt Tiên Nhân gầm gừ và nhảy lên hóa thành ánh sáng lao về phía Lâm Minh. Khí tức xung quanh bà ta khiến nhiệt độ không khí giảm xuống rõ rệt. Dường như băng hàn đã bao phủ cả không gian. Lâm Minh cũng không hề khách khí. Trong nháy mắt đám đông chỉ nhìn thấy đường ánh sáng di chuyển mà mỗi nơi nó đi qua đều khiến đất đá vỡ vụn. Có lẽ người dân Long Xuyên sẽ không bao giờ có thể quên được cảnh tượng đó, cả không gian chấn động, âm thanh nặng nề vang lên. Cuối cùng thì... Bùm! Hai bên va chạm trực tiếp, sức mạnh bùng nổ,
lan rộng trong không gian, lấy nhà họ Diệp làm trung tâm. Sóng sức mạnh phóng cả hàng km khiến đèn đường nổ tung. Còn nhà họ Diệp thì càng đáng sợ hơn, cảm tưởng ngày tận thế đang giáng xuống, mây mù tản ra, cảm tưởng nhìn thấy cả hành tinh khác. Những người đứng gần đều bị thương tới mức sứt đầu mẻ trán. Người dân sợ hãi hét lớn, tháo chạy, tán loạn. Cả Long Xuyên trở nên hỗn loạn, giao thông bị ngưng trệ, cảnh sát phải điều động lực lượng đi xử lý. Thủy Thánh Võ vẫn đứng đó, anh ta vội ngước lên nhìn thì phát hiện hai người kia vẫn chưa tách ra. Nhưng có vẻ như Trấn Nguyệt Tiên Nhân không đấu lại được Lâm Minh. Hỏa diễm trên cơ thể anh bốc lên ngùn ngụt, áp đảo cả khí tức của Trấn Nguyệt Tiên Nhân và dần dần nuốt gọn bà ta. Bà ta trố tròn mắt, để lộ vẻ kinh hãi, cố gắng dồn lực chống lại. Thế nhưng, dù bà ta có cố gắng như thế nào, thì cũng không thể chặn được đòn tấn công của anh. À! Trấn Nguyệt Tiên Nhân cùng đường, đành từ bỏ phòng ngự, trường thẳng vào ngực Lâm Minh với ý đồ liều chết với anh. Rõ ràng là bà ta đã đánh giá thấp Lâm Minh. Rầm! Lúc bà ta quyết định từ bỏ phòng ngự, thì ngọn lửa đã nhân cơ hội dội thẳng lên người bà ta. Vụt! Trấn Nguyệt Tiên Nhân từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Rầm! Mặt đất rung chuyển. Kết thúc rồi. Thủy Thánh Võ nhắm mắt, nín thở. Lâm Minh dừng lại, nhìn Trấn Nguyệt Tiên Nhân ở dưới đất. Anh khẽ đáp xuống và bước tới. Tập 579 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.